mật dao động là C. Lưu ý. Thứ nhất, biểu thức điện tích, hiệu điện thế, cường độ dòng điện. Điện tích Q bằng Q0 cos omega t. Hiệu điện thế U bằng U0 cos omega t. Cường độ dòng điện Y bằng Y0 cos omega t cộng V trên 2. Trong mạch dao động là C, hiệu điện thế và điện tích dao động cùng pha. Cường độ dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế và điện tích V trên 2. Trong đó, tần số gốc omega bằng 1 phần căn là C. Chu kỳ T bằng 2 pi chu omega bằng 2 pi căn là C. Bước 6, lambda bằng C nhân T. C là vận tốc ánh sáng. 3 là 3.18 mét trên giây. Q0 bằng C U0. Y0 bằng Q0 nhân omega. Hai nhỏ năng lượng trong mạch nhân là C. Thứ nhất, điện trường VC bằng 1 phần 2 CU bình phương, đơn vị là Joule. Đây là U điện thế, hiệu thế tức thời, U nhỏ là hiệu thế tức thời. Từ trường VKL bằng 1 phần 2 L Y bình phương, đơn vị là Joule. Y nhỏ là giá trị cường độ dòng điện tức thời. Năng lượng điện từ tường, năng lượng điện từ tường là bằng tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. V kép bằng V kép C cộng V kép bằng L. Nó bằng 1 phần 2 C U0 phương bằng 1 phần 2 L Y0 phương. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nó biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Còn năng lượng điện từ trường là một hằng số, nó là 1 phần 2 C U0 phương hoặc bằng 1 2 L Y0 phương. Thang sóng điện từ. Thang sóng điện từ sóng có bước sóng lambda là từ 0,01 đến 10 mét, nó thuộc dạng sóng cực ngắn. Bước sóng từ 10 đến 200 là sóng ngắn. Bước sóng từ 200 đến 3000 là sóng trung. Và bước sóng lớn hơn 3000 mét thuộc dạng sóng dài. Sóng cực ngắn được dùng tông thông tin vũ trụ. Sóng dài dùng tông thông tin dưới nước. Ví dụ, mạch LC có L bằng 0,5 mili Henry. Viết biểu thức của điện tích Q và cường độ điện Y. Câu A cho biết hiệu điện thế U bằng 8 cos 2 nhân 10^-5 T trừ pin 3 V. Câu B, U bằng 12 cos 10^-6 T trừ pin 4 V. Giải. Ta có tần số gốc omega bằng 1 phần căn LC. C là điện dung, C nó bằng 1 phần L organ phương bằng 5 nhân 10 vũ trừ 8 Fara. Điện tích cực đại Q0 bằng CU0 bằng 4 nhân 10 vũ trừ 7 Coulomb. Cường độ dòng điện cực đại Y0 bằng Q0 nhân omega bằng 0,08 ampe. Vậy Q bằng 4 nhân 10 vũ trừ 7 cos 2 nhân 10 vũ 5 T trừ pin 3 Coulomb, do điện tích Q và U cùng pha cho nên nó là trừ pin 3. Cường độ điện Y nó bằng 0,08 cos 2 nhân 10^-5 T cộng pin 6 ampe, do Y sớm pha hơn hiệu thế là pin trên 2. Ta lấy trừ pin 3 ta cộng pin 2 chính là pin trên 6. Ví dụ 2. Mạch LC có độ từ cảm L là 0,2 mili Henry. Viết biểu thức điện tích Q và cường độ điện Y. Câu A, hiệu thế U bằng 20 cos 2 nhân 10^-6 T trừ pin 6 V. Câu B, hiệu thế U bằng 16 cos 4 nhân 10^-5 T trừ cộng pin 2 V. Giải. Ta có tần số gốc omega bằng 1 phần căn LC, chia là C bằng 1 phần L organ phương bằng 1,25 nhân 10^-9 Fara. Điện tích cực đại Q0 bằng C0 bằng 2,5 nhân 10^-8 coulomb.
cường độ điện cực đại Ichiro bằng Kuichiro nhân Omega bằng 0,05 ampere. Vậy điện tích quy nó bằng 2,5 nhân mũ trừ 8 cos 2 nhân mũ 6 t trừ pin 6 coulomb, do điện tích quy và hiện thế U cùng pha. Cường độ điện Y nó bằng 0,05 cos 2 nhân mũ 6 t cộng pin trên 3 ampere, do cường độ điện sớm pha hơn hiện thế là pin trên 2, trừ pin 6 cộng pin 2 là cộng pin trên 3. Ví dụ mạch LC có L bằng 10 mili-henry. Viết biểu thức của U và Y. Câu A: Q bằng 5 cos 2 nhân mũ 4 t trừ pin 3 microcoulomb. Câu B: Q bằng 32 cos 5 nhân mũ 3 t cộng pin trên 2 microcoulomb. Giải: ta có tần số gốc omega bằng 1 phần căn LC, chia LC bằng 1 phần L omega hàng phương. Nó bằng 2,5 nhân mũ trừ 7 farad. Điện tích cực đại Kuichiro bằng C Ushiro, chia ra được Ushiro bằng Kuichiro chia C thì hiệu thế cực đại nó là 20V. Cường độ dùng điện cực đại Ichiro bằng Kuichiro nhân Omega bằng 0,1 ampere. Vậy U hiệu thế U nó bằng 20 cos 2 nhân mũ 4 t trừ pin 3 volt. Do hiện thế cùng pha với điện tích cho nên pha nó là trừ pin 3. Cường độ điện Y nó bằng 0,1 cos 2 nhân mũ 6 t cộng pin 6 ampere, do cường độ Y nó sớm pha điện tích là pin trên 2, ta lấy trừ pin 3 cộng pin 2 là pin trên 6. Dù qua mạch LC có điện dung C bằng 25 microfarad. Tính năng lượng điện từ. Câu A: cường độ điện Y bằng 3 cos 5 nhân mũ 4 t cộng pin 4 ampere. Câu B: Y bằng 6 cos 4 nhân mũ 6 t trừ pin 2 ampere. Giải: ta có tần số gốc omega bằng 1 phần căn LC, sila độ từ cảm L nó bằng 1 phần C omega phương bằng 1,6 nhân mũ trừ 5 henry. Năng lượng điện từ. Năng lượng điện từ với kép 0 bằng 1 phần 2 L Ichiro hàng phương bằng 7,2 nhân mũ trừ 5 joule. Mạch LC có điện dung C bằng 40 microfarad. Tính năng lượng điện từ. Qua Y bằng 8 cos 2 nhân mũ 6 t trừ pin 4 ampere. Câu B: Y bằng 10 cos 4 nhân mũ 4 t cộng pin 6 ampere. Giải: ta có tần số gốc omega bằng 1 phần căn LC, sila độ từ cảm L bằng 1 phần C omega phương bằng 6,25 nhân 10 mũ trừ 9 henry. Năng lượng điện từ. V kép 0 bằng 1 phần 2 L Ichiro phương bằng 2 nhân mũ trừ 7 joule. Mạch dao động LC có chu kỳ T bằng 5 pi nhân mũ 4 10 mũ trừ 4 giây, hiệu thế cực đại Ushiro bằng 10V. Tính năng lượng từ tường. Câu A: độ từ cảm L bằng 125 mili-henry và hiệu thế tức thời là 6V. Câu B: L bằng 50 mili-henry và tính năng lượng từ tường vào điểm hiệu thế U nhỏ nó bằng là 8V. Giải: ta có tần số gốc omega bằng 2 pi chia t bằng 4 nhân mũ 3 radian, đây là radian tinh dây.
Mặt khác, tần số gốc omega lại bằng 1 phần căn là C. Chỉ là C nó bằng là 1 phần là ugan phương. Nó bằng 5 nhân mũ trừ 7 farad. Năng lượng từ tường. Năng lượng từ tường với kép L nó bằng với kép 0 trừ với kép C. Nó bằng 1 phần 2 Cu0 anh phương trừ 1 phần 2 Cu nhỏ anh phương. Ta đặt 1 phần 2 C nhân tiếng chung thì nó là U0 bình trừ nhỏ bình. Vậy năng lượng từ tường nó bằng 1,6 nhân mũ trừ 5 Joule. Ví dụ 6, mạch dao động là C có chu kỳ T bằng 8 pi nhân mũ trừ 5 giây và hiện thế cực đại 13V. Tính năng lượng từ tường. Câu A, độ từ cảm L là 40 mA và hiện thế tức thời là 7V. Câu B, độ từ cảm L là 50 mA và hiện thế tức thời là 8V. Giải, ta có tần số gốc omega bằng 2 pi chia T bằng 25 nhân mũ 3 radian trên giây. Tần số gốc là đơn vị là radian trên giây. Mặt khác, tần số gốc omega bằng 1 phần căn là C. Khi là C nó bằng 1 phần là ugan phương bằng 4 nhân mũ trừ 8 farad. Năng lượng từ tường. Năng lượng từ tường với kép L bằng với kép 0 trừ với kép C bằng 1 phần 2 Cu siêu anh phương trừ 1 phần 2 Cu nhỏ anh phương. Ta đặt 1 phần 2 Cu nhân tiếng chung thì nó có ở trong bên trong đó là U siêu bình trừ nhỏ bình. Vậy năng lượng từ tường là 2,4 nhân mũ trừ 6 Joule. Ví dụ 7, mạch LC dao động với chu kỳ T bằng 8 pi nhân mũ trừ 5 giây. Hiệu thế cực đại 20V. Tính cường độ dòng điện tức thời vào thời điểm hiệu thế của nó là 5V. Biết rằng độ từ cảm là 4 micro henry. Câu B, tính cường độ dòng điện tức thời vào thời điểm hiện thế là 8V. Biết độ từ cảm là 5 micro henry. Giải, câu A, ta có tần số gốc omega bằng 2 pi chia T bằng 25 nhân mũ 3 radian trên giây. Si la điện dung C nó bằng 1 phần L ugan phương bằng 4 nhân mũ trừ 8 farad. Ta có I0 bằng U0 nhân căn bậc 2 của C chia L nó bằng 2 ampere. Mặt khác, I nhỏ chia I0 tới căn phương cộng U nhỏ chia U0 tới căn phương bằng 1. Ta thấy vào, ta si la được cường độ dòng điện tức thời nó bằng căn 15 phần 2 ampere. Câu 8, mạch LC dao động với chu kỳ T bằng pi nhân mũ trừ 5 giây. Cường độ dòng điện cực đại I0 bằng 4 ampere. Tính hiện thế tức thời vào thời điểm cường độ dòng điện tức thời là 1 ampere. Biết điện dung C là 2,5 microfarad. Câu B, tính hiện thế tức thời vào thời điểm cường độ dòng điện tức thời là 2 ampere. Biết điện dung C là 5 microfarad. Giải, ta có tần số gốc omega bằng 2 pi chia T bằng 2 nhân mũ 5 radian trên giây. Tần số gốc là radian trên giây. Suy ra được độ từ cảm L bằng 1 phần C omega phương bằng 10 mũ trừ 5 henry. U0 bằng I0 nhân căn bậc 2 của L trên C bằng 8V. Mặt khác, I nhỏ chia siro tới căn phương cộng U nhỏ chia U siro tới căn phương bằng 1. Ta thấy vào, ta tính được hiệu thế tức thời là căn 30 phần 2V.